từ trước đến nay và sau này thì chúng ta đều phải làm như vậy. Và cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ trên cái cơ sở được đánh giá là để tham gia biểu diễn thì có thể ok, nhưng để tham gia là thi thì chúng ta phải nâng cấp mình lên một bước nữa, là chúng ta phải đặt tâm hồn, tình cảm, tính cách, số phận của nhân vật mà mình đóng vào trong lời hát. Tôi bây giờ là tôi sẽ không làm gì, không thêm thắt gì, không sửa chữa gì về cái tuyến của nhân vật để cho các bạn không phân tâm. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng phải thống nhất với lại ca sĩ cùng với lại kỹ thuật âm thanh này thôi, cũng rất chia sẻ với chúng ta là ngay từ đầu thì các bạn biết được chúng ta thuê kia ông Hưng và Hạt rồi ấy đó. Vẫn làm nhân vật, chẳng qua là nhân vật này cầm hết rồi nhớ lại, và mỗi một bước đi của mình ở trên sân khấu phải nhớ là mình là nhân vật, kể cả nhân vật ấy là có tên hay không có tên, là diễn viên bố hay diễn viên ca, đi ở phía trước hay đi đằng sau đấy. Mình phải nhớ mình là nhân vật, mình có số phận, mình có tính cách, mình có nỗi đau, mình có tình yêu, mình có niềm vui,